Hôm nay là hẻm 128 Huỳnh Tấn Phát đã lãnh cái quà cứu trợ và cứu trợ của các mạnh thường quân. Thì hôm nay là ba trong một sự lựa chọn ha. Một là một bó rau muống, hai á, là một một cục cải nồi, một bó cải nồi, rồi ba là mà một cái bó cải ngọt. Thì hôm nay là với sự phân phát của lực lượng công an đâu đó, có người phân phát thì mỗi người chỉ lấy một phần thôi, là tương đối là nhà nào cũng có, thì anh em đừng có tham ha, ở trong xóm cũng đừng có tham, mỗi người là tiêu chí là mỗi người là một mà lấy một bó thôi, thì đã thực hiện rất là tốt. Không như ngủ qua thì chia cá đó, một bịch cá khoảng 1 kg á, cá biển á, thì chia ở ngoài đường. Ở đây hôm nay là chia ở ngay chỗ cái kho, ngay cây xăng Huỳnh Tấn Phát, đầu hẻm 128 này, thì rất là tốt, rồi người nào cũng có quà hết. Rồi thì hôm qua thì có chia cá biển ở dưới mà cái đường ra ngoài lộ Nguyễn Văn Linh đó, ngay cuối ngay chân chân cầu Tân Thuận 2 quẹo ra Nguyễn Văn Linh đó, thì những người ở cuối hẻm trong đây là hẻm ra ngoài cái kho này, như nhà mình là ra lấy thì hết quà rồi. Thì hôm nay là rút kinh nghiệm là mấy cái nhà tài trợ làm rất là tốt. Rồi xin cảm ơn cái món quà này nha. Thấy gì đông vui không anh em ơi? Ở đây là hẻm 128, hẻm 128 trên 12. Đây, hẻm 128 Huỳnh Tấn Phát. Rồi ta đi lấy đồ để mà cứu trợ nè. Đồ cứu trợ của ở thành phố nè. Thì một người á, là được lãnh là một á, là một cái cải đó, cải gì vậy, tròn tròn đó vậy, cải nồi hoặc là một bó rau muống, với lại hay là một bó cải ngọt đó. Thì giờ là vẫn còn, hồi nãy giờ là cũng lâu rồi đó, nhưng mà mình quay cho anh em coi ha. Đó. Thì ở đầu hẻm này là bên nhà mình ở nè, cách mấy căn nữa là tới nhà chú Phạm Lưng rồi nè, chú Phạm Lưng rửa xe đó. Thì ở đây nếu mà cho đường này á, thì nếu mà đi cho đường kia á, thì ở bên dãy kia là nhà trọ nhiều nha. Đây đường ra ngoài đèn xanh đèn đỏ mà chân cầu Tân Thuận 2 xuống Nguyễn Văn Linh đó, đó. Rau muống nha, rau muống hoặc là cải. Rồi nha, rồi cho chứ cho nó, mấy người kia già quá đi không nổi, không sao đâu. Đây. Đây còn người ra nữa nè, nãy giờ mình quên quay đi. Đây. Rồi đầu hẻm ngoài cây xăng nha, đầu hẻm 128. Rồi hôm nay là có gì ha, trong hẻm 128 mình là có đây là cô. Để mấy cái củ không lên, mấy cái củ Rồi dễ quá à, đừng có phát đây, tình hình dịch bệnh thì hẻm 128 là nhà rửa xe chú đi, kêu bằng chú anh đi anh ha, đi ổng còn nhỏ tuổi mà anh anh Phạm luôn. Lưng, anh Phạm Lưng rửa xe nè, cái kênh Phạm Khánh Đòn ấy nha. Đó anh Phạm Lưng chắc không ai mà xa lạ đối với những người mà hâm mộ xe, rửa xe mà liếm được á. Đây mới anh Phạm Lưng cho ở trong xóm mình là mấy bịch củ cải nè, rất là nhiều nha, củ cải trắng nè Ba tuần con gái vậy đẹp ghê, ba tuần đó. Với lại rồi cái đó ai cho, cái này là của anh Phạm Lưng rửa xe cho nha, anh Phạm Lưng 7 đĩ á. Thôi à, mình xin là xin xin lỗi anh Phạm Lưng có coi được cái clip này, tại vì mình nghe người ta kêu bằng 7 đĩ thì mình kêu 7 đĩ thôi. Đừng nói Rồi 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 đây là cái này của ai cho ở ngoài của đầu anh Bảy luôn đó, này, của anh Bảy cho luôn nè, của anh Phạm Lân, thì mình kêu chú thì mình cũng 40 thì thôi mình kêu bằng anh đi. Rồi rồi ha, cảm ơn những tấm lòng của những người trong xóm trong hẻm 128. Rồi rồi cảm ơn anh Phạm Lân ha. Rồi ở tài trợ. Rồi tình hình mà ở quận 7 thì như thế nào, trong hẻm mình như thế nào, từ giờ tới chiều rồi mình có thể là
Mình sẽ quay lại cho anh em coi. Đó là những món quà của nhà anh Phạm Lưng. Thì hôm qua là được khoảng cái đó chắc cũng cả nửa ký rồi. Một ký thịt gì, thịt ba rọi nha, thịt heo ba rọi. Thì hôm qua mình cũng đã quay rồi. Là hôm qua là anh Phạm Lưng là cho nhà mình là một một ký thịt ba rọi. Hôm nay là mấy món quà đó nữa đó. Bây giờ là rất là căng nha anh em. Giờ là nếu mà đi mua đó, một trái bầu, một trái bí thôi là 40 mấy ngàn nha anh em. Một trái bí dài rồi, cái trái đó chắc cỡ không tới nửa ký nữa, cỡ nửa ký thì là 45 ngàn một trái đó anh em, rất là căng nha. Cho nên là người ta cho gì ăn nấy đi. Hôm qua thì có cho rau muống, rồi cải ngọt, rồi với lại cải nồi ha. Thì hôm nay chiều nay thì có thể là cho gạo thôi. Rồi thì những ai mà có giấy, những ai mà ở ngoài đầu hẻm á, ngoài đầu hẻm thì phường với lại công an phường rồi đó, những dân quân rồi đó, những bảo vệ dân phố đó, thì cho mình cái giấy để mình điền thông tin. Nếu mà làm công ty xí nghiệp á, nếu mà có bảo hiểm đàng hoàng thì sẽ được nhận trợ cấp nha anh em, nhận trợ cấp thất nghiệp á, do công ty trả đó. Thì hôm nay cái tình hình như vậy, còn người nào làm cu ly thì thôi thua làm không có giấy tờ thì thua, ở nhà đi. Rồi rồi, cùi bắp tôi cũng xin cảm ơn là anh Phạm Lưng, kêu bằng chú này, cũng Ừ. anh Phạm Lưng đã cho một cái Ký thịt đùi. ký thịt đùi. Rồi, cùi bắp lá xanh nha, Phạm Lưng rửa xe nha, trong hẻm mình nè. Đâu đưa lên, đưa lên. Rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Là hẻm của mình là cho gạo nữa nha, có bao gạo nè, thì ưu tiên cho mấy người nhà trọ thôi nhà mình thấy không lấy. Rồi đây nha, anh Phước chỗ sửa xe Hưng Thịnh sẽ đẩy cái bao này đi, và mọi người lấy một ít nha. Rồi, sửa xe Hưng Thịnh anh Phước nha. Chuẩn bị anh sẽ đẩy xuống dưới đây nè, đẩy xuống hẻm. Rồi rồi, đi từng nhà thôi, thì không biết mấy bao này, tại thấy thằng bao sao có chứa thằng bao rồi. Rồi nhà nhà anh Phạm Lưng chơi mấy cái chậu bông dữ. Thì bé có lấy không kìa. Rồi. Rồi, mỗi nhà một miếng đi cho nó. Rồi nha. Anh Phước cho sửa xe Hưng Thịnh sẽ đi cho đẩy xe để đi phát gạo cho mình nhà ha. Trồng đều quá đi. Rồi đây. Vậy rồi nha, người nào khổ thì lấy thôi. Rồi tên quay đã luôn rồi. Đây, chương trình phát gạo của hẻm 128 ở luôn giữa hẻm luôn. Anh Tình Đàm Vĩnh Hưng. Lao quá. Cười. Rồi anh xin giơ lên anh xin. Rồi rồi, mỗi người một ký gạo, chắc nửa ký quá. Quay hình, quay hình.
chắc đưa đi, nó ngoài quá. Nó Mỹ nó thấy. Đưa gạo, đưa gạo đây. Xếp hàng, xếp hàng. Rồi chương trình đã hẻm 128 nha. Rồi. Một tô thôi, không có tự nhiều đâu. Mỗi người cho một tô thôi. Một tô, mỗi người một tô. Tô gạo. Lắc nó không có cơm vô. Rồi, đưa đi. Đi. Có đâu mà nhiều. Cái rồi không có hai cái đâu. Không có cơm để lắc cho đây đổ. Rồi nha mọi người, là chỉ được mọi người chỉ được một tô thôi, tại vì số lượng gạo cũng có hạn. Rồi là người nào mà có gạo thì khỏi lấy, người nào có đủ cái lương thực thì khỏi lấy, để cho mấy người nhà trọ. Hẻm này ở dưới cuối hẻm này thì nhà trọ rất là nhiều. Đó. Rồi như vậy là ấm lòng đó rồi ha. Rồi. Mình là không còn gì mà không ấm lòng hết trơn. Ha. Yeah. Không, cái lô phút này là quá ấm lòng. Rồi rồi á, người ta. Rồi hết rồi. Thì có bao nhiêu thì lãnh bao nhiêu đi. Rồi. Rồi nha. Rồi. Còn mấy hẻm của các bạn như thế nào thì các bạn có thể là chia sẻ lên để cho người ta thấy nha. Rồi. Ta mở đèn chị vợ, sáng cũng mở đèn. Hello. Lu ơi. Rồi thì tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì cách ly thì ở nhà là thể hiện cái tinh thần yêu nước nha anh em. Đây là đỡ lây lan dịch bệnh, rồi tuân thủ theo những cái nghị định của chính phủ về phòng chống dịch. Đây là những cái món quà mà trong hẻm 128 là nhà mình nhận được nè. Cải nồi rồi rau rồi cà tím ha. Rồi anh em ha. Rồi. Thì anh em coi clip vui vẻ ha. Thì tất cả các anh em trong nước đừng quan mang lo lắng, nhất là ở Sài Gòn thì các nhà hảo tâm cứu trợ cũng đã có những cái phần quà
đó thì anh em nhận rồi, đó là những cái tấm lòng và mình cũng biết ơn những người đã bỏ ra cái tâm huyết của mình để đi cứu trợ, để cho mà cả nước có thể là qua khỏi dịch bệnh Covid này.